Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 21 tháng 5, liên quan đến việc công ty Nhật Cường bị cơ quan điều tra khám xét, ông Phạm Quý Tiên, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng có những thông tin trên các phương tiện truyền thông chưa chính xác, khách quan đầy đủ đã tác động đến nhân dân, khiến người dân chưa hiểu đúng bản chất vấn đề, ảnh hưởng không tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành phố. Theo ông Tiên, hiện nay hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ của thành phố Hà Nội đang hoạt động bình thường. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan chức năng của thành phố đang thực hiện giả soát tất cả các dự án liên quan đến công nghệ thông tin của thành phố do nhiều đơn vị triển khai thực hiện, trong đó có Nhật Cường, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Trong khi đó, ngày 19 tháng 5, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Bùi Quang Huy bị cơ quan điều tra khởi tố về tội danh buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 188 và điều 211 Bộ luật hình sự.